cái con coronavirus này thì nó có đặc điểm di truyền giống với lại SARS và MERS-CoV tới 85% gen. Đấy. Và khi nó chui vào cơ thể của chúng ta thì có mặt trong đường hô hấp thì mất khoảng 40 96 giờ, tức là khoảng 4 ngày, đúng không ạ? Thế thì nó mới có thể nhân lên được đến ngưỡng là 10 mũ 6 đến 10 mũ 9, tức là 1 tỷ con virus, đúng không ạ? Thế thì khi tới cái ngưỡng đó thì bắt đầu nó mới làm hủy diệt các cái tế bào niêm mạc đường hô hấp của chúng ta, và sau đó nó tung ra ngoài để mà lây truyền qua đường không khí, đúng không ạ? Qua đường hô hấp. Thì đây là cái hình dạng, hình thái của con virus SARS-CoV-2. Đấy. Thì chúng ta biết là nó là họ corona. Thế thì trên bề mặt của nó mọc lên rất nhiều các cái chồi gai như này, trông giống như cái vương miện đấy, và bổ nó ra thì người ta thấy rằng là gì, nó có mấy cái đặc điểm so với lại cái chủng cũ. Cái chủng cũ thì cái đường kính của nó ấy, thì nó chỉ nằm ở trong cái vòng trong này thôi, đúng không, khoảng độ gì 40 cho đến 60 nanomet, đúng không? Nhưng bây giờ nó đột biến, nó tạo ra các cái chồi rất to như thế này, và những cái gai này giúp cho con virus bám dính chắc đấy, và lâu bền vào những cái tế bào đích ở trong đường hô hấp và các tế bào niêm mạc khác của chúng ta, đúng không? Và đồng thời con virus này cũng có một cái men đặc biệt, có một cái antigen đặc biệt, thì cái này nó sẽ phối hợp để kích hoạt ra cái hoạt động của cái hệ thống cytokine, và sau này dẫn đến cái rối loạn về đông máu, cho nên là hơi khác so với lại con SARS và SARS một đấy, và con MERS-CoV là con virus này không những gây ra cái tổn thương rất nặng nề cho đường hô hấp, nhưng gây ra tổn thương cả cái hệ thống đông máu, rối loạn đông máu và rối loạn các vi mạch, thì làm cho bệnh cảnh nặng nề hơn rất nhiều. Con virus này nó vừa lan truyền nhưng nó lại vừa biến đổi cái gen của nó, cho nên nó khác hẳn với lại hai con đầu, và nó tạo ra rất nhiều các cái genotype, các cái chủng mới. Và Việt Nam của chúng ta thì đã phát hiện ra 5 chủng xuất hiện ở Việt Nam rồi. Ngoài cái chủng Vũ Hán ban đầu thì chúng ta có chủng D614G mà khi nó bùng phát dịch ở trong Đà Nẵng, thế rồi B117 khi bùng phát dịch ở Hải Dương, đúng không? Thế rồi xuất hiện những ca lẻ B1351 của Nam Phi cho một người nhập cảnh vào sân bay Nội Bài. Thế rồi chủng A321 là Rwanda nhập cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất, và bây giờ là phổ biến là cái chủng B1617, chúng ta gọi là đột biến kép đấy, chủng của Ấn Độ kết hợp với chủng của Anh Quốc, và nó đột biến ra thành ba cái típ nhỏ là 1, 2, 3 nữa, và bây giờ nó đang ở cái B16172, đó chính là chủng Delta. Và cái chủng thứ ba đang bắt đầu xuất hiện rồi, đó là chủng Lambda, và kết hợp giữa biến chủng của A321 Rwanda và B1617 này, thì cái chủng này thì cái chủng vẫn có thể là trốn thoát khỏi vaccine và gây ra cái bệnh còn nguy hiểm hơn cả cái chủng Delta mà hiện nay chúng ta đang phải đối mặt. Về mặt cấu trúc gen thì khi giải trình tự gen thì người ta thấy rằng là cái bộ gen của con virus này nó giống với bộ gen của coronavirus tới 85%, cho nên cái lõi của nó là cái gen EDRP. Cho nên ban đầu chúng ta chưa làm được cái test để tìm cái SC này, thì chúng ta chỉ tìm ra EDRP thôi để khẳng định nó là coronavirus thôi. Còn bây giờ khẳng định cái gen spike này mới là cái cốt lõi của con SARS-CoV-2, và dựa vào đây thì người ta nhằm vào một tức là gì, sản xuất ra các cái test để phát hiện cái gen SC này đấy, để mà khẳng định được là đây là con SARS-CoV-2, và thứ hai là làm sao cố gắng tìm hiểu cái cấu trúc của cái gen SC này để chúng ta có thể sản xuất các vaccine để chống lại con virus này. Thì đây là cái mà chúng ta ứng dụng khi mà giải trình tự gen. Thế thì rất may mắn là Việt Nam của chúng ta khi xuất hiện những ca bệnh đầu tiên thì Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng đã nuôi cấy và phân lọc được con virus này, cho nên Việt Nam trở thành nước thứ tư sớm nhất là phân lọc nuôi cấy được, cho nên chúng ta có được cái bộ chứng dương, và sau đó thì đã kết hợp với lại công ty Việt Á với lại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Học viện Quân y thì đã làm ra được cái bộ test anti-PCR của Việt Nam có độ nhạy và độ đạt hiệu rất cao tới hơn 98%, và giúp cho cái việc là chúng ta đủ test sinh phẩm để xét nghiệm trong cái thời gian đầu không phải nhập khẩu, và đồng thời chúng ta đã xuất khẩu cái test này ra được 20 nước, thì đây cũng là một cái thành tựu về mặt khoa học. Đấy, và khi nuôi cấy như vậy chúng ta phải giải trình tự gen, cho nên là phát hiện được tất cả những cái chủng gì gọi là mới đột biến đã xâm nhập vào Việt Nam để có thể giúp cho xây dựng cái chiến lược phòng chống một cách có hiệu quả. Đúng không? Thế về sức đề kháng của con virus này thì con virus này có thể tồn tại trong cơ thể khoảng 3 đến 4 tuần, đặc biệt là kể từ khi xâm nhập ở ngoài môi trường, thì con virus này rất dễ bị chết bởi ánh nắng mặt trời vì nó có tia cực tím và nhiệt độ cao, còn ở môi trường lạnh và ẩm
thì mặt phẳng kim loại và nhựa nó có thể tồn tại 1 đến 3 ngày. Còn tất cả các dung môi lipid như ete, cồn 70 độ, chất khử trùng, chứa clo, xà phòng, rồi glycidin thì đều có thể tiêu diệt con virus này rất là dễ. Cho nên là chúng ta ứng dụng để mà khử khuẩn tay, rồi rửa tay và lau dùng các cái dụng cụ của y tế để chúng ta sát khuẩn tốt và lau rửa bề mặt. Thế thì về mặt vệ sinh thì con virus này khi chui vào cơ thể thì nó qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là giai đoạn gì đột nhập vào trong cơ thể của chúng ta, và sau khi chui vào rồi thì bắt đầu nó thả, nó mở và thả tất cả cái bộ gen và protein của con virus này vào trong tế bào của ta, và nó tích hợp vào trong cái ribosome là cái nơi mà tổng hợp protein đấy. Và con ribosome là khi tổng hợp được đầy đủ các cái sản phẩm của con virus này thì nó tích hợp lại thành một cái con virus mới, và nhờ cái tin tạp thể chuyển ra cái màng ngoài tế bào của chúng ta đấy, và nó tấn công, nó bắt đầu phá hủy tung cái màng này ra, phá hủy tế bào của chúng ta và giải phóng ra rất nhiều các vi rong mới. Và những vi rong này xâm nhập vào các cái tế bào liên cạnh của các đường hô niêm mạc đường hô hấp và tấn công và bắt đầu thải ra bên ngoài khi chúng ta ho, hắt hơi, khạc nhổ, nó là như vậy. Thế thì cái điểm tiếp nhận ACE2 và TMPSRI2 này thì ở trong cơ thể của chúng ta 90% là tập trung vào phổi, cho nên bệnh cảnh ở phổi là cơ bản. Nhưng bên cạnh đó thì nó còn có cả ở trong niêm mạc của tế bào ống thận, là tế bào niêm mạc ruột, của gan và các mạch máu. Cho nên khi chui vào thì phổi bị tổn thương nhiều nhất, nhưng các cơ quan bộ phận cũng bị tổn thương, nó dẫn đến hiện tượng gọi là viremi và nằm hỏng, nằm nứt các cái vi mạch, cho nên là có thể dẫn đến gì, là cái rối loạn về đông máu, chảy máu, hạ tiểu cầu, vân vân. Và khi nó vào trong cơ thể của chúng ta thì bắt đầu toàn bộ hệ thống miễn dịch của chúng ta tấn công tiêu diệt con virus này, và có 3 cái hình thái tấn công. Cái hình thái đầu tiên đó là gì, vào thì coi như giống như virus cảm cúm thông thường, cảm lạnh thông thường, cho nên là có sự rung động, và như vậy thì khoảng 70-80% là không có triệu chứng lâm sàng. Và khi các cái nhóm thứ hai mà tấn công lại nó thì cũng sản xuất ra miễn dịch vừa phải để tiêu hủy con virus này, thì chúng ta có triệu chứng lâm sàng nhẹ hoặc là vừa, nghĩa là có viêm phổi, có ho, có hắt hơi, có sốt, nhưng trong vòng 7-10 ngày là tự khỏi, chẳng cần chữa gì cả cũng khỏi. Và cái loại thứ ba là gì, cái đáp ứng quá mức, tức là khi tấn công ở đây giống như cối xay mòn hay lại đánh nhau, hai bên cùng bị chết, thì các tế bào của chúng ta bị chết thì giải phóng ra rất nhiều các cái chất gọi là cytokine và tạo thành cơn bão cytokine, cho nên làm cho bệnh cảnh nặng lên. Và vì vậy cho nên là sau này chúng ta phải lọc máu để mà giải quyết bớt cái cytokine đi thì mới có thể hy vọng là giảm được các cái cơn bão cytokine và độ nặng nề tổn thương của các cơ quan nội tạng. Cũng là dùng corticoid và đặc biệt là các cái nghiên cứu để tìm ra các cái thuốc ức chế lại cái bão cytokine này. Đúng không? Thế thì khi nghiên cứu về cái quá trình đột nhập và lân lên như vậy thì người ta thấy rằng cái vai trò của cái protease rất là lớn, cho nên là nhiều nhà lâm sàng đã nghĩ rằng nó là bệnh cúm, cho mang tất cả các cái thuốc mà chống cúm mang ra thử nghiệm với con virus này thì hiện nay chưa có thuốc nào thành công cả. Đúng không? Còn những người nhẹ mà vừa thì không cần dùng gì cũng khỏi. Đúng không? Thì và sau khi nó đột nhập được vào trong các vi mạch thì bắt đầu nó phá hủy các vi mạch, làm cho gì thẩm lậu các cái tiểu cầu đấy, rồi các cái hồng cầu, cho nên là dẫn tới gì đông tắc các mạch, đặc biệt là ở phổi, cho nên những phổi ở những người có kèm trong cơn bão cytokine thì người ta bị hội chứng đông đặc và phổi trắng lô vết mà không có trao đổi oxy được, cho nên chỉ lúc đó chỉ có một cách là thở máy. Và đây là cái sinh lý bệnh của cái cơn bão cytokine đấy. Khi mà tấn công con virus này thì các tế bào bị chết thì giải phóng ra các cái chất gây viêm đấy, gây viêm, phản ứng viêm rất mạnh và dẫn đến gì tổn thương rất nhiều nội tạng, hủy diệt các cái cơ quan nội tạng, trong đó đứng đầu là phổi, sau đó là tim, cho nên có thể dẫn đến viêm cơ tim, tắc mạch tim, nhồi máu phổi, nhồi máu não. Đúng rồi. Và sau này đến tiêm vaccine thì dùng cái SC này làm vaccine thì nó cũng có thể dẫn đến những cái hậu quả tương tự như là cái bản thân con virus này khi chúng ta đấy. Và đây là cái phân lớp 3 tầng đông máu trong lòng mạch phổi, cho nên là khi điều trị chúng ta phải ứng dụng là gì, dùng corticoid điều thật mạnh với dexamethasone để giảm viêm, nhưng thứ hai đồng thời phải dùng các thuốc ức chế đông máu, chúng có nó đông lại thì cái phổi này không thể nào mà trao đổi oxy được đấy, thì là cái bối cảnh là như vậy. Thế còn về đường lây thì con virus này như tôi đã nói đấy, nó mất 96 giờ nhân lên ở trong các tế bào niêm mạc đường hô hấp, nhưng bây giờ thì nhanh hơn, chỉ trong vòng 28-48 giờ thôi đấy, thì nó có thể nhân lên rồi. Và như vậy thì khi bệnh nhân ho và hắt hơi thì nó văng cái con virus ra ngoài đấy, và đưa tay lên lau lên miệng thì nó lại xoa ra ở trên má, cho nên là
Nó ba đường lây được khẳng định rất rõ ràng bây giờ, một là qua tiếp xúc gần, đó là những người ở châu Âu khi gặp nhau là ôm nhau nên là tíu tít là hôn chụt chụt đấy, cho nên là lây nhiễm rất là nhanh, đúng không? Rồi lây qua các cái tiếp xúc của vợ chồng trong sinh hoạt gia đình, đúng không? Thế thì cái trường hợp tiếp xúc gần này thì người ta nói là bây giờ phải cách ly ra thôi, đúng không? Thứ hai là qua cái giọt bắn thì chủ yếu là ho hắt hơi, mà khi văng ra như vậy thì cách xa khoảng 2 mét thì có thể hít phải. Cho nên hiện nay chúng ta thấy là riêng thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm kia đã công bố là 900 cán bộ y tế bị nhiễm rồi. Cho nên cái này là ai tham gia chăm sóc nhân thì chúng ta phải lưu ý trong vấn đề dự phòng. Thì đây là toàn bộ những cái vấn đề liên quan đến con COVID, cái cơ chế bệnh sinh của nó liên quan đến vấn đề điều trị, phải có oxy cho bệnh nhân thở, phải có thuốc chống đông, phải có thuốc chống viêm thở mạnh. Thế và liên quan đến cái vấn đề là phải nghiên cứu khoa học để tìm ra bằng được các cái thuốc có thể ngăn chặn được con COVID này, giống như ngăn chặn bệnh cúm nhưng mà bây giờ vẫn còn đang thử nghiệm lâm sàng. Và vấn đề nữa là chúng ta phải thực hiện cái 5K cũng như là vaccine để chúng ta có thể ngăn chặn được cái lây nhiễm. Và người ta ước tính rằng có lẽ cũng phải một năm nữa, hy vọng là mới chống được. Chứ còn bây giờ nó vẫn chưa có một cái đường nhìn sáng sủa đối với đại dịch COVID, không những chỉ riêng Việt Nam mà cả trên toàn thế giới.